Xin chào quý vị các bạn một ngày mới an lành và hôm nay Thanh Tùng có một cái câu chuyện rất là hay đó là mình gặp lại được một người quen cách đây mấy năm rồi và lâu lắm cũng không nói chuyện với họ và cái câu chuyện họ mắc phải đó là làm thế nào để kết nối được với chính người thân trong gia đình của họ mà họ không làm thế nào để kết nối lại được khi Thanh Tùng chia sẻ thì đầu tiên mình mới nói rằng anh hoặc bác hoặc chị có thể uh, dùng tình yêu thương và tâm từ hết sức lắng nghe và thấu hiểu nỗi đau của cái người thân của mình đó uh, và nếu như chúng ta không tìm ra nỗi đau không tìm ra những cái nỗi tổn thương trong bản thân của mỗi người và chúng ta không hạ bản ngã lắng nghe thì chắc chắn là rất khó để kết nối lại uh, với tâm từ bao la rộng khắp mà lời dạy của pháp như lai đã cho thanh tùng hiểu thì nếu như bạn hạ bản ngã lắng nghe chân thật như nó vốn thể thì chắc chắn rằng dù người thân đó của bạn có tổn thương đến đâu họ cũng sẵn sàng đáp lại cái tấm chân tình của mình và mong rằng uh, câu chuyện này giúp các bạn uh, thay đổi là một bài học đáng quý và mình cũng đã có những gợi ý để cho người bạn đó biết cái đường để tìm lại và nỗi đau của mình là gì để xử lý cái việc đó cho nó phù hợp nhất À, vì không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào và không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào các cụ mới nói là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh biết là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thay vì đó chúng ta học thêm kiến sức bằng những quyển sách thanh tùng đã đọc và đọc qua những quyển kinh đã dạy cho thanh tùng tâm tử bao la rộng khắp và hiểu được thấu được hơn mọi tánh và tướng của sự vật xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo